mình xem thì mình hỏi ba của mình, thì ba của mình giải thích cho mình cái con pháo, con mã, con xe. Từ lúc đó đó nó tạo cho mình một cái đam mê lúc nào mình không hay. Bắt đầu lên 11 tuổi thì lúc đó là cha nhận thấy là cái năng khiếu tiềm ẩn trong mình, thì cha tìm đến người thầy giỏi hơn để cho mình học hỏi thêm về cái chuyên môn cờ tướng. Năm 11 tuổi lần đầu tiên mình đạt được một cái tấm huy chương đồng. Và năm đó mình ở một cái ván cuối cùng thì mình đã bị thua. Và năm đó để lại cho mình nhiều cái cảm xúc để mình cố gắng hơn cho cái con đường sự nghiệp của mình hôm nay. Đến với chương trình Siêu Thử Thách, mình muốn dùng cái khả năng chơi cờ của mình 20 năm qua để mình cố gắng chinh phục những cái giới hạn của bản thân và của chương trình đề ra. Nước tăng lực Rockstar mới, phong độ siêu bền bỉ, tiếp sức siêu thử thách. Cùng Herbalife Nutrition, chọn dinh dưỡng lành mạnh, đón năm mới an lành. Tiểu sử bạn ấy có trên Wikipedia. Và không phải tiểu sử ai cũng có thể được đưa lên Wikipedia. Cái độ nổi bật của bạn phải cao lắm thì bạn mới có thể nằm trên Wikipedia. Mình từng có một cái nghiên cứu về các trò chơi trí tuệ, thì trong đó có cờ vua, cờ tướng, Sogi, Sudoku và Rubik. Đối với mình thì cái cờ tướng cực kỳ khó chơi, khó chơi hơn cờ vua nhiều lắm. Cái cách nhớ quân, cái cách chơi và cái nước đi cũng vậy. Trong lịch sử, tất cả những ai biết về cờ tướng không thể không nhắc tới Đế Thích. Trong câu chuyện Hồn Trương Ba Giàng Thịt, Đế Thích là truyền thuyết về cờ, Đế Thích là tiên cờ, cho nên là bất kỳ thế cờ nào cũng có thể giải được. Còn Vũ đang nói về cờ tướng và cờ vua thì nếu phân tích kỹ, nó còn đại diện cho hai nền văn hóa rất khác biệt. Chỉ cờ vua mới có hậu, cờ tướng không có hậu. Tôi không phân tích về cờ nhiều, nhưng mà tôi chỉ có thể nói thế này: tôi biết đánh cờ. Tôi chưa từng tham gia một bất kỳ một giải cờ nào, bởi vì tôi biết nếu tôi tham gia, kiểu gì tôi cũng thua. Tôi đang cực kỳ chờ đợi, tôi rất thích người này. Dạ, nghe anh Bắc chia sẻ cũng như là Dương Anh Vũ chia sẻ, mình thấy hai người này có thể là họ không chơi giỏi nhưng mà họ cũng có kiến thức tổng quát về cái bộ môn này. Còn bây giờ mình sẽ nghe ý kiến từ vua cờ. Mà cờ caro đây. Quánh caro. Thật ra là môn cờ tướng này em được ba em chỉ từ nhỏ. Tại vì em rất là mê game, nên ba em dạy em các loại cờ để mà hạn chế cái thói chơi game em lại. Nhưng mà sau này lớn lên thì em cũng bỏ cờ ra không chơi nữa. Nhưng mà em biết một điều là những cái môn cờ này á, thì cái tính nước của nó không bằng cái phán đoán tức thời của người cờ thủ. Với là khi mà nhìn được những cái nước đi đầu á, mình phán đoán được cái nước đi, họ sẽ đi những cái nước 10, 15, 16, 20 tiếp theo luôn. Chân ra 100 bộ cờ ở đây á, thì em thấy là hơi sợ sợ rồi. Bởi vì là sợ về cái trí nhớ của anh. Đây là 100 thế cờ mà chúng tôi đã nói là đa phần là ở cái phần khai quân. Và để chúng ta hiểu rõ hơn vì đâu mà chúng ta có được 100 thế cờ này, không phải là ngẫu nhiên, nó đều phải có một cái sự chuẩn bị chu đáo đến từ những người có chuyên môn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với trọng tài Lê Văn Vĩnh đến từ Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam. Xin mời. Vĩnh à. Dạ. Như em vừa mới nói với mọi người là ở đây mình có 100 bàn cờ. Những cái thế cờ này là do anh chuẩn bị hay sao ạ? Thế cờ này là do chúng tôi và các chuyên gia đã không chọn thế cờ tàn mà chọn khai cục còn nhiều quân cờ, hình thế phức tạp để cho người chơi khó ghi nhớ. Và sự thay đổi của nước đi xê xích rất nhỏ khiến cho người chơi dễ nhầm lẫn. Khai cục này tới là gần 30 nước à. Nhìn nó là khai cuộc vậy thôi, chứ đã phải đi gần 30 nước mới ra được cái thế cờ này. Huynh, em sẽ có 10 phút để đi quan sát hết 100 bàn cờ này và phải ghi nhớ vào đầu. Sau đó, bạn ấy sẽ bị bịt mắt. Khi đó thì chúng tôi sẽ mời 3 vị giám khảo từng người một lên đây, chọn một bàn cờ bất kỳ nào đó và chọn một cái quân cờ nào mà mình thích, cũng như chọn cái nước đi mà mình mong muốn. Dĩ nhiên nó phải đi đúng cái nước của cái quân cờ đó. Sau đó Huynh sẽ quay trở lại, đi quan sát lại hết tất cả những bàn cờ này và phải tìm ra đúng được 3 bàn cờ mà giám khảo đã lựa chọn. Đủ khó chưa ạ? Chưa. Vẫn chưa khó. Huynh sẽ tìm đúng được 3 bàn cờ đó. Phải tìm được đúng cả 3 nha. Không những là tìm được 3 bàn cờ mà phải chỉ ra được đúng cái quân cờ nào mà giám khảo đã lựa chọn, trước đó nó nằm ở vị trí nào và bây giờ nó đã được di chuyển đến vị trí nào.
khó rồi. Thế anh bắt nghẹn nghẹn là biết khó rồi. Đương nhiên là mỗi người họ sẽ có một cách khác nhau. Ví dụ dân trí nhớ của em cũng vậy. Có nhiều người họ dùng hình ảnh, có nhiều người họ dùng chữ cái, vân vân. Có rất là nhiều cách khác nhau. Nhưng mà khi mà tụi em ở vị trí đánh giá thì tụi em phải tính toán từng liên tí về thời gian và con số. Và đương nhiên là thời gian càng ngắn, con số càng khủng thì tụi em sẽ đánh giá bằng ấy càng cao. Cái này không chỉ đơn thuần là trí nhớ, mà đây là trí nhớ kinh nghiệm. 20 năm bạn đã đánh hàng chục nghìn ván cờ, bạn thuộc từng nước đi. Nó bỗng nhiên trở thành phản xạ một cách gần như bản năng của bạn. Thì đúng là đang làm khó, bởi lẽ cờ tàn thì càng vào thế lại càng dễ nhớ. Bởi vì chúng ta có một cơ số, những cái thế cờ trong dân gian cũng có câu vào thế rồi. Một khi vào thế tức là xong. Trong võ thuật cũng thế, vào thế là xong. Thì những cái thế đấy phải là những người nắm thật chắc, và chỉ có đi nước đấy đầu tiên thì mới hóa giải được cái thế đấy. Với lượng quân cờ như thế này, với trí nhớ kinh nghiệm của bạn, tôi cho rằng không quá khó. Nhưng khó là khó cái này, bạn quay lại đặt đúng cái quân cờ đã được đi thì lại không hề đơn giản. Có nghĩa là bạn có kinh nghiệm để bạn nhận biết là à, cái bàn cờ này là cái bàn cờ mà tôi cần tìm. Đúng. Nhưng cái việc mà sắp xếp lại các con cờ thì bạn cần phải dùng short term memory. Đúng. Nghĩa là cái trí nhớ ngắn của bạn phải tốt. Vì sao tôi đòi hỏi cao hơn ấy, là bởi vì chúng ta đang trong chương trình siêu thử thách. Cái loại hình của chương trình đưa ra thì đây là một cái loại hình mà trong cái lịch sử cờ tướng của Việt Nam chưa có ai làm được. Và thì bây giờ chúng ta sẽ sẵn sàng để bước vào phần thử thách này. Thử thách này của chúng ta có tên là thủ lĩnh những quân cờ. Và bây giờ em hãy chuẩn bị sẵn sàng. Em sẽ có 10 phút để bắt đầu quan sát 100 thế cờ này nha. Dạ, em đã sẵn sàng. Thời gian dành cho em bắt đầu. Thật sự rất khó để ghi nhớ 100 thế cờ. Mình phải vận dụng hết khả năng ghi nhớ và tư duy mới có thể lưu lại hình ảnh 100 thế cờ trong vòng 10 phút. Hai phút nữa. Như vậy là Huynh đã xem xong qua 100 bàn cờ, 100 thế cờ. Ngay bây giờ em sẽ vào vị trí của mình, em sẽ bị bịt mắt lại và em nghe nhạc nha. Mời em. Âm nhạc ở đây mình nghe được. Nhạc mở rất lớn nha quý vị. Đứng bên ngoài này mình còn nghe nhạc nó vang vọng ra. Bây giờ thì xin mời từng giám khảo một sẽ đến đây cùng với sự hỗ trợ từ anh Vĩnh Trọng Tài. Quên đây, mời em đến đây nè. Dạ. Ví dụ như con pháo rồi nó đi 2 ô không à, thì nó có sự xáo trộn nhiều quá là mình có thể nhận ra. Nhưng chỉ xáo trộn một con thôi thì đôi khi mình lại nhầm. Mình càng di chuyển càng ít ô thì khả năng bị nhầm sẽ càng cao. Những cái tình tiết tiểu xảo mà ở những cái người chuyên môn cao như ban trọng tài làm ra những cái hình cờ này rất là khó để xác định. Làm được không? Khó lắm. Các bàn cờ có sự khác biệt rất nhỏ, đặc biệt là những bàn cờ ở vị trí gần nhau. Đó chính là lý do tại sao con chọn con tốt và chỉ đi một nước thôi. Tức là bàn cờ càng ít xáo trộn
thì khả năng bạn ấy sẽ càng nhầm cao hơn. Ủa, của mình là 3 bàn đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, vâng, đúng rồi. Em tìm ra sự thay đổi tới 5 bàn. Wow, thêm tới 5 bàn nữa. Sao dư vậy? Ôi chà. Nhờ cái kinh nghiệm mà mình sẽ lọc được những cái hình nào đúng và hình nào sai. Trong cái lúc mà em tìm ra đáp án á, anh thấy em cũng rất là nhiều lần là vò đầu bứt tóc, hình như là mình có cái sự phân vân lưỡng lự nhiều lắm phải không Quỳnh? 3.200 quân cờ, chỉ cần mình sai lệch một vị trí nhỏ thôi là nó thể thất bại cuộc chơi, nên chắc là phải kỹ lưỡng và tập trung. Và nãy anh nghe em nói là em nghĩ rằng có tới 5 bàn cờ đã được thay đổi các quân cờ. Có những cái bàn chỉ cần lệch một vị trí nhỏ nó sẽ lệch đi cái dáng cờ đó. Lúc em nhìn ngang đôi bàn tạo ra cái phân vân và em khó xác định được những cái vị trí nó chính xác. Sau khi và, em ngồi xuống em mới xác định lại. Xác định lại và em sẽ phân tích lại những bàn nào nó thật sự đúng và sai. Rồi, bây giờ mời em sẽ mở ra từng đáp án một của mình nha. Chưa biết là đúng hay sai nhưng mà đây là đáp án của bạn ấy đã lựa chọn. Bàn 79. Sĩ xanh 6 ở lầu 6. Ừ. Tấn 1 nước. Tấn lên 5. Sĩ sao tấn 5. Sĩ sao tấn 5. Là gì thì con sĩ nó nguyên tắc nó đi chỉ cho ô thôi. Là tấn lên 1 nước. Là tấn 5 ha. Tấn 5 rồi chứ giữa trong lột. Rồi, mình tạm tới đây đi. Tiếp theo. Bàn số 69. Pháo đỏ ở lộ 2. Tấn 1. Bàn số 21. Chốt 5 giữa tấn 1. Chốt 5 giữa tấn 1, bàn số 21. Quan sát sắc mặt của ba vị giám khảo thì không thấy gì thay đổi cả. Họ làm cho mình cũng hoang mang, không biết là đáp án này đúng hay sai. Ở đây, chúng tôi đã có 3 cái đáp án đến từ phía giám khảo. Đây là 3 đáp án mà khi giám khảo lựa chọn và đã được ghi lại ngay thời điểm đó. Chúng ta sẽ mở ra từng cái, xem coi có cái nào trùng khớp với những đáp án mà Huynh đã chọn ra hay không nha. Ui chà, cái thế nào đó là thế căng nhất anh. Mình đi sao mà cho nó gần trùng lắp á. Mình đã giờ mình nhìn cái hình cái bên là những cái nước mà nó gần trùng lắp. Gần trùng lắp thì là bây giờ chọn bạn này đúng không? 79. 79. Ở đây có một con số 79. Bàn số 79 quý vị ơi, chính xác. Trời ơi, sao có cảm giác giống như mình đang dò số lô tô vậy đó. Trời ra con máy gì đây vậy đó. Bên đây có 79, bên đây có 79. Tiếp theo. Đó, giờ mình nhìn cái hình cái bên ở những cái nước mà nó gần trùng lập, nó sẽ khó nhận ra hơn. Thầy mấy hầu như là ai cái bàn cờ nào linh sĩ chứ. Hay là bây giờ nếu bàn cờ nào linh sĩ thì sao ta? Sĩ. Nghĩa là em sẽ linh sĩ đi. Sĩ xanh 6. Đây đi ha. Không phải đang chọn bàn này thì mình đợi đi bàn này thì sĩ xanh 6. Sĩ xanh 6. Trời đất ơi. Y như là photocopy vậy quý vị. Hay vậy ta. Chính xác luôn. Bàn 79 này là ai lựa chọn ạ? Dạ bé. Tại sao bé lại chọn số 79? 79 bởi vì nó là số may mắn thôi ạ. Cuối cùng là bên này là tấn 5. Sáu tấn năm. Sĩ sao tấn năm. Là gì thì con sĩ nó nguyên tắc nó đi chỉ cho ô thôi. Là tấn lên một nước. Là tấn năm ha. Tấn năm. Tấn năm thưa quý vị. Rồi, chính xác. Hay vậy ta. Dạ. Hãy cho tôi bắt tay bạn ấy đi. Tiếp theo.
có một con số 6. Đây là số bàn. Số 69. Wow. Bàn số 69 là trùng khớp của anh Xuân Bắc phải không ạ? Đúng rồi. Dạ, vì sao anh lại lựa chọn cái bàn này mà không phải là bàn nào khác ạ? Đó là ở đây có 3 giám khảo. Nếu lấy 9 trừ đi 6 ra 3, hoặc là lấy 6 cộng 3 cũng bằng 9, cho nên tôi quyết định chọn 69, cực kỳ có ý nghĩa. Dạ, cảm ơn cái sự lựa chọn của anh và cái cách lý giải của anh làm cho mọi người đều tin. Dạ. Tiếp theo sẽ là cái quân cờ là ở vị trí trước khi di chuyển nha. Pháo đỏ ở lộ 2. Lộ 2. Dạ. Yeah. Pháo đỏ 2, chính xác. Quá. Nhưng nếu như cái thông số cuối cùng này sai thì bạn ấy xem như là cũng thua nha. Đương phải nhiên. Chính xác luôn. Cuối cùng là tấn 1, trung khớp 100%. Trời, tấn 1. Chính xác. Như vậy là còn cái đáp án cuối cùng sẽ đến từ giám khảo Dương Anh Vũ. Dương Anh Vũ là cái giám khảo mà luôn luôn có cái sự tính toán để lựa chọn làm sao gây khó cho thí sinh. Không phải riêng mình em đâu. Càng khó thì đang càng nâng bạn lên. Không, nhưng mà cho đến giờ phút này thì đã có nhiều người nói vào tai tôi rằng là trong số hai giám khảo thường xuyên ấy, với những gì mà anh Vũ và Xuân Bắc đưa ra lựa chọn thì người ta đã rút ngay ra một kết luận. Tôi là người tốt. Yeah, anh tốt lắm. Đây, yeah. Đây là cái đáp án cuối cùng của Huynh nha. Yeah. Là mình đọc lại nè, là bàn. Bàn 21, chốt đỏ 5, tấn 1. Tấn 1. Yeah. Này em ghi số 5, sau đó em xóa. Xóa, ghi em ghi thiếu cái màu quân. À, thiếu quân. Thiếu cái màu quân. Mời em. Để mình coi bàn số mấy. Bàn số 21, chính xác. Vũ ơi, đúng rồi Vũ ơi. Em biết chính xác mà, em nhớ kết quả của em. Kéo ra tiếp nào. Con muốn con tốt đỏ. Rồi, di chuyển quân. Đi đây. Chốt đỏ 5. Chốt đỏ 5, chính xác. Chính xác. Và cuối cùng là đón xem siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.